Nào, làm sao đâu? Chàng ơi, hồi nãy đánh gì đó hả? Chàng ơi, nè, Hà My trang điểm cái mặt Hà My nè. Nãy hơi son là gì nè, quẹt qua quẹt lại. Hay son dễ lắm, khỏi cần làm. Con dễ lắm hả? Còn trang điểm mắt biết sao không? Lấy tay làm. Lấy cái tay quẹt hả? Để hồi nãy con lấy cái tay con quẹt đó hả? Cô chúc trang điểm thôi. Đâu đâu, đưa mặt chưa giúp quay này coi coi, có mặt coi. Này coi coi, quay cái mặt coi coi. Chàng ơi, cô Tú, có trang điểm ơn đó kìa Tú. Lại đây cô giúp con coi, thôi cái đó của mẹ đó, không được lấy cái đó. Đưa coi, đưa coi coi. Mẹ lại cho coi, con son này luôn nè. Tao đưa lại coi coi. Cái con mắt là con lấy cái tay con quẹt quẹt đó hả? Phải không? Dạ. Chàng ơi, cái nè. Ý, thôi. Hư son của mẹ đó, đừng hư son của mẹ đó con. Ủa sao này mẹ cho con mà. Gì hả? Thôi con làm con đi. Vì son con của con khỏi làm để cho đẹp. Chàng ơi, cái nè, cái mặt trang điểm. Mẹ thì dễ chân mày thôi. Còn con mấy kia tự trang. À, cái kia con tự trang phải không? Ơi ơi, nhiều quá, nó dính đầy mặt hết trơn. Được rồi, nghỉ đi. Nghỉ đi, cái mặt quá trời luôn rồi. Được rồi, rồi. Còn ơi, bay đầy mình mùng hết trơn rồi. Quá trời luôn rồi. Trang hồng hồng chút đi. Cho hồng hồng chút đi hả?